mà. Dự kiến là anh em mình sẽ ăn sáng cà phê ở đây, nhưng mà các anh em đã chọn phương án ăn sáng bằng kem rồi. Một bữa sáng vội vã. Đấy, anh em mình sẽ đi kiếm một quán cà phê nào thật chill. Đoàn hôm nay anh em mình gồm có 4 thành viên. Vẫn là tôi, người ghi lưu lại những khoảnh khắc cho anh em, và hướng dẫn viên du lịch Hồ Quang Hưng. Anh em mình có thêm một đầu bếp ẩm thực, đầu bếp đã chiêu đãi món bữa sáng món kem kích tính. Đầu bếp sẽ đưa cho anh em mình sáng nay tiếp tục với hành trình ăn sáng món cháo vịt. Đây là thân bài của bữa sáng nhé. Thân bài, lại mới mở bài đúng không? Đấy, em mình đang lạc vào rừng hoa đấy. Vừa ngắm cảnh vừa ngắm người, ngắm cảnh ngắm người vừa ngắm hoa. Tôi phải bám mồm nhưng mà nó to. Sao ơi? Mắc quần à? Quần mắc ở đấy à? Rách mẹ rồi. Thế là phải về thay quần rồi. Nổi loạn. Có hở chi không? Không hở chi mình mặc cái hở chi. Không hở chi mình chịu thay đi anh. Mắt lắm. Cây vãi. Đi chơi một buổi ông ăn. Vừa ướt quần vừa rách quần. Vừa ướt vừa rách quần. Vừa ướt là sao chỉ đi mặc quần. Thế anh bảo rồi, tao đi đường mặc quần. Chả áo. Chả hiểu gì thì chả rồi. Đúng rồi, anh thấy như này, nó lại tự tính. Anh em bắt chuyến cuối trưa về lại bến Bình An.